Trong năm nay, hàng nghìn hộ gia đình tại Séc đã lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời của riêng mình. Ngược lại, các nhà máy điện lớn gần như không được xây dựng, mặc dù nhà nước đã hỗ trợ hàng tỷ korun cho các công ty này. Nguyên nhân được cho là do quá trình cấp giấy phép xây dựng các tòa nhà lớn rất phức tạp. Vì vậy, Bộ Công Thương đang chuẩn bị một số thay đổi khác. Mối quan tâm đến hệ thống pin năng lượng mặt trời tại Séc trong năm nay đã tăng lên chóng mặt. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, hơn 9.000 tấm pin đã được lắp đặt, nhiều hơn so với cả năm ngoái cộng lại. Công suất trung bình của một tấm pin là 8 kW. Mỗi megawatt điện từ nguồn năng lượng tái tạo sẽ giúp những người lắp đặt thoát khỏi những nhà cung cấp năng lượng độc tài. Vì vậy, nó góp phần củng cố tình hình an ninh năng lượng và sự độc lập về năng lượng của Séc. Tuy nhiên, mối quan tâm chủ yếu đến việc lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời đến từ các hộ gia đình mà không phải từ các dự án lớn. Theo đại diện của các ngành, việc xây dựng các nhà máy điện lớn có thể được thực hiện nếu có thể đơn giản hóa hoặc tăng tốc độ cấp giấy phép xây dựng. Do đó, Bộ Công Thương đang chuẩn bị một số thay đổi trong đạo luật năng lượng nhằm cải thiện tình hình.